Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về các mối đe dọa do vũ khí của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua lên tiếng cho biết Washington đã công khai mục tiêu gây bất ổn cho Moscow, với sự chú ý đang hướng đến cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024 của Nga. Bắc Kinh và Havana đang đàm phán để thành lập một cơ sở huấn luyện quân sự ở Cuba, tờ Thời báo Phố Wall cho hay. Ngoại trưởng Pháp cho biết Tổng thống Macron muốn dự hội nghị thượng đỉnh của khối BRICS, trong đó có Nga, dự kiến diễn ra tại Nam Phi vào tháng 8. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhà Trắng hôm 20 tháng 6 đã thông báo cho các nhà lập pháp về việc chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về các mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Sự tồn tại và nguy cơ phổ biến vật liệu phân hạch có thể sử dụng làm vũ khí trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục tạo thành một mối đe dọa bất thường và nguy hiểm đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ, Nhà Trắng nêu rõ, đề cập đến các hành động khiêu khích, gây bất ổn của Bình Nhưỡng. Sắc lệnh trừng phạt bao gồm một loạt biện pháp hạn chế đối với Triều Tiên, bao gồm đóng băng tài sản, cấm vận thương mại, cấm đi lại và cấm các công ty Mỹ tìm cách kinh doanh tại Triều Tiên. Tổng thống Joe Biden nhiều lần kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhắc lại lập trường của các chính quyền Mỹ trước đây. Mặc dù quan hệ Mỹ-Triều từng hạ nhiệt căng thẳng trong khoảng thời gian ngắn dưới thời Tổng thống Donald Trump, thậm chí lãnh đạo hai nước từng gặp nhau, nhưng đến thời Tổng thống Biden, các hoạt động ngoại giao đều bị đóng băng. Kể từ khi ông Biden nhậm chức vào năm 2021, Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, bất chấp sự phản đối của Triều Tiên. Đáp lại, Bình Nhưỡng cũng tiến hành hàng chục vụ thử vũ khí trong năm qua, bao gồm một số vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Phát biểu tại cuộc họp của Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền, ông Lavrov khẳng định Mỹ sẽ không dừng hành vi can thiệp xấu xa vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền. Các hình thức can thiệp như vậy rất đa dạng, bao gồm đe dọa, tống tiền và tổ chức các cuộc cách mạng màu. Cuộc đảo chính đẫm máu ở Ukraine thành công vào năm 2014, đã được thực hiện lại 6 năm sau đó ở Belarus, nhưng không thành công. Ngoại trưởng Nga Lavrov giải thích, đây rõ ràng sẽ không phải là bước cuối cùng. Họ công khai đặt mục tiêu phá hoại sự ổn định chính trị trong nước ở nước ta trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sắp diễn ra. Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng trong khi tình hình thế giới đang không dễ dàng, thì có một sự củng cố rõ ràng về tính đa cực. Các trung tâm tăng trưởng và ra quyết định toàn cầu mới đang nổi lên ở OA, Thái Bình Dương, Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latin, dựa trên quyền tự nhiên, bất khả xâm phạm của các dân tộc trong việc quyết định vận mệnh của mình. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sẽ được tổ chức theo đúng luật pháp và tuân thủ tất cả các thủ tục dân chủ và hiến pháp. Ông ấy đủ điều kiện để tái tranh cử, nhưng vẫn chưa thông báo liệu ông ấy có ý định làm như vậy hay không. Vào tháng 3 năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công khai tuyên bố rằng Tổng thống Putin không thể tiếp tục nắm quyền, mặc dù các quan chức ở Washington sau đó cho biết ông đang bày tỏ quan điểm cá nhân chứ không phải là một sự thay đổi chính sách thực sự. Vài tháng sau, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã công khai ủng hộ sự thay đổi chế độ ở Nga, kêu gọi Washington khuyến khích chính người Nga làm trầm trọng thêm sự chia rẽ giữa những người có thẩm quyền thực sự, nhằm tạo ra một cuộc cách mạng. Các cuộc đàm phán thảo luận về căn cứ trên bờ biển phía bắc của Cuba đang ở giai đoạn tiến triển nhưng chưa hoàn thành. Tờ Thời báo Phố Wall dựa trên những tài liệu tình báo tuyệt mật, được giới chức Mỹ miêu tả là thuyết phục nhưng rời rạc, cho biết. Một quan chức hiện tại và một cựu quan chức cho biết căn cứ được đề cập nói trên sẽ là một phần của dự án 141, một sáng kiến quân sự của Trung Quốc nhằm thiết lập các căn cứ và hỗ trợ hậu cần trên khắp thế giới. Nếu đúng, điều này có thể cung cấp cho Trung Quốc một nền tảng để có khả năng đóng quân lâu dài trên đảo và có khả năng mở rộng hoạt động thu thập thông tin tình báo chống lại Mỹ, các quan chức Mỹ cho hay. Báo cáo được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Trung Quốc để ngăn chặn vòng xoáy đi xuống trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Tờ báo của Mỹ từng nói về sự tồn tại của một căn cứ gián điệp Trung Quốc ở Cuba hồi đầu tháng này. Sau lần đầu tiên phủ nhận báo cáo là không chính xác, Nhà Trắng đã tiết lộ các báo cáo tình báo tuyên bố bốn cơ sở thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc đã ở Cuba ít nhất là từ năm 2019. Cuba miêu tả thông tin được tờ Wall Street Journal đưa ra là hoàn toàn dối trá và vô căn cứ, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 9 tháng 6 nói rằng Washington là chuyên gia theo đuổi bóng tối ở các quốc gia khác và can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Bắc Kinh cũng lưu ý rằng Washington đã phong tỏa Havana trong hơn 60 năm và duy trì căn cứ quân sự của riêng mình ở vịnh Guantanamo. Tôi đã thông báo cho người đồng cấp Nam Phi về việc Tổng thống Macron quan tâm và sẵn sàng theo đuổi đối thoại mà Pháp vẫn duy trì với BRICS, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna nói ngày 20 tháng 6. Theo bà, ông chủ điện Élysée muốn dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nam Phi với tư cách quan sát viên.
BRICS là khối các nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nam Phi đang là quốc gia chủ tịch, dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh của khối vào tháng 8 ở Johannesburg. BRICS thường không mời lãnh đạo bên ngoài tham dự các cuộc họp. Sự tham dự của Tổng thống Emmanuel Macron nếu thành hiện thực sẽ là một đổi mới với mô hình BRICS mà chúng tôi đang có, Ngoại trưởng Nam Phi Neri Pandor nói ngày 19 tháng 6, thêm rằng quyết định về khách mời do Tổng thống Cyril Ramaphosa đưa ra. Theo bà Kalerna, một lời mời như vậy cần phải tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, ý nhắc đến khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tham dự sự kiện. Nam Phi đang trong thế tiến thoái lưỡng nan từ khi Tòa hình sự quốc tế, ICC, phát lệnh bắt Tổng thống Putin hồi tháng 3. ICC yêu cầu 123 nước thành viên, trong đó có Nam Phi, bắt Tổng thống Putin và chuyển đến Hà Lan để xét xử nếu ông đặt chân đến lãnh thổ của họ. Nam Phi tháng 1 đã gửi lời mời Tổng thống Putin đến dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg ngày 22 đến 24 tháng 8 với tư cách là nguyên thủ quốc gia thành viên trong khối. Khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có dự thượng đỉnh BRICS hay không, Điện Kremlin ngày 30 tháng 5 nói Nga sẽ tham gia ở cấp độ phù hợp. Nam Phi đã từ chối lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Quốc gia này nói họ muốn giữ thái độ trung lập và ủng hộ đối thoại chấm dứt xung đột. Ông Ramaphosa đã dẫn đầu phái đoàn các lãnh đạo châu Phi đến Ukraine và Nga cuối tuần trước để thúc đẩy hòa bình. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.